Có ai tưởng tượng ra 54 năm về trước, tôi 19 bước qua 20, và cái anh hồi nãy đứng đây nói sau cố bình là thiếu sinh của tôi trong đoàn hướng đạo ở Đà Lạt, đạo Lâm Viên, Tuyên Đức, 54 năm. Hai anh em sinh đôi, Thành và Công. Tôi tiếc là không còn cái hình nào giữ lại để kỷ niệm, hồi đó ít chụp hình. Hai anh em giống hình nhau, mà 6 năm về trước, 27 năm về trước, anh Thành qua đây, ông Công trở lên thứ 6 ngày người già, lúc đó còn sơ linh, mà ông Thành lại mặc đồ ông Công. Mà hai ông giống như hai giọt nước mắm. Cho nên tôi bảo ông Công vào nhà xứ ngồi đấy, 5 năm rồi, 6 năm đúng rồi, nhà xứ 6 năm. Thế là ông Thành vô, mấy bà xuống tới hỏi chị Kim Anh đâu. Không có biết mẹ gì đâu, tại ông là ông Thành, đâu phải ông Công. Một hồi ông Công tôi ngoắt đi qua, mấy bà tưởng ma, tại hai ông. Vui ha, lúc đó nhớ lại vui, đó cũng qua rồi. Thật sự cuộc đời tôn giáo của mình, nó phải xây dựng trên cái lòng biết ơn. Mà không phải cuộc đời tôn giáo không, một con người có giáo dục là một con người biết ơn. Một con người đạo đức cũng là một con người biết ơn. Một đứa con hiếu thảo, tại sao nó hiếu thảo? Tại nó biết ơn. Và một con vật nó khôn, mình dựa trên tiêu chuẩn nào? Nó biết ơn. Con nào càng biết ơn, con đó càng khôn. Có nghĩa là dựa trên tâm tình biết ơn. Đời sống thiêng liêng của mình, tôi nghiệm ra rằng không phải cái cảm giác mình thấy sốt sắng, đạo đức, thánh thiện. Thưa không, cảm giác, tức tiếng Anh nó gọi là feeling, luôn luôn sai, luôn luôn lừa gạt mình. Không phải cảm giác đó, mà cái ý thức rằng mình dở, mình thấp, mình hèn, mình tội lỗi, mình ích kỷ, mình nóng nảy, mình đam mê. Càng ý thức được nhiều bao nhiêu, thì mình cảm thấy mình càng cần Thiên Chúa bấy nhiêu. Còn nếu không, mình kéo đéo cần. Tôi dùng chữ hơi tục chút. Thật sự rất nhiều người sống trong đời sống thiêng liêng, sống cuộc sống giữ đạo, không cần Chúa. Tôi làm được mà. Cái đó là một cái điều lầm rất to. Thế thôi, đó mình nói về. Nhưng mà trở lại con đường, Chúa sai Đức Mẹ đi để cộng tác trong ơn cứu độ. Hồi nãy có chị Hương hỏi mẹ đi đâu? Đi theo Chúa. Đức Mẹ đi theo. Đúng là đi theo. Lúc con mới ra đời thì bế con đi vượt biên. Ổn định rồi, Herode cha chết rồi, bế con hay dắt con về, lúc đó chắc con cũng lớn rồi. Rồi đi theo con trong 30 năm. Rồi sau khi con rời khỏi nhà, đi theo con trong từng bước, nghe người ta nói, hồi đó làm gì có điện thoại. Người ta đồn, con bà điên, con bà mất trí, bà đi dắt về, đó. Mẹ cứ đi theo, nhớ lúc 12 tuổi đi tìm. Vậy thì cả cuộc đời là Đức Mẹ đi theo Chúa. Nhưng có những lần chút xíu nữa là cản trở bước chân của Chúa, thì Chúa chỉnh. Do đó, cái ngày cuối cùng ở dưới chân thập giá thì hoàn toàn đứng im và chấp nhận, không cản trở nữa. Lúc đó mẹ hiểu đi theo Chúa là đi theo với thuận theo thánh ý của Ngài, và không có một cái hành động nào để cản bước chân của Chúa Giêsu. Vậy chúng ta cũng được sai đi theo cái nghĩa đó. Tôi hiểu sẽ có những lần chúng ta trở thành cản trở. Cản trở ở phương diện nội tại của mình. Ví dụ, mình thấy mình tội lỗi, không có tài năng về phía mình, cái là mình rút lui. Hoặc là mình cảm thấy rằng, như hôm qua tôi chia sẻ trong bài tin mừng, mình thấy mình xin hoài mà không được. Mình, tại mình cảm thấy không có Chúa nữa rồi.
Rồi yếu tố bên ngoài, có thể mình nhìn thấy một vài con người không hợp cá tính của mình, mình cũng rút lui. Mình rút lui tất nhiên là mình không còn đi theo những cái sinh hoạt tông đồ mà Thiên Chúa và giáo hội mời mình đi. Mình rút lui. Hoặc là mình thấy gương mù, gương xấu nơi những người lãnh đạo tôn giáo. Cái đó có rất nhiều. Hoặc là nữa là mình, đức tin của mình nó đặt trên nền tảng không đúng. Ví dụ mình nghĩ rằng mình đi theo Chúa để có lợi, có lợi cho mình, ít nhất ví dụ được rỗi linh hồn, chứ không phải vì yêu thương gì hết. Đó là những điểm mà làm cho mình có thể trở thành cục đá cản đường, không cho Chúa bước qua trơn tru. Tôi nghĩ chứ cứ nghĩ lại đi, cứ nghĩ lại đi rồi suy nghĩ lại trong cuộc đời hôn nhân cũng vậy thôi. Tôi đi theo người bạn đời, tôi có cản trở không? Cản trở cái gì? Cản trở ổng khi ổng đi theo con đường xấu thì có nên cản trở. Còn ổng đi theo con đường tốt có nên cản trở không? Mà nhiều khi mình không để ý, không phân biệt, mình trở thành cục đá vấp. Xin thưa quý anh chị, tôi nhìn thấy cái hình ảnh giống cái logo đó, cái sâu chuỗi nó thâu tóm hết. Hồi đời Đức Mẹ chưa biết là chuỗi, chưa có, hoàn toàn không có. Đức Mẹ chỉ có phần đầu kinh kính mừng là lời chào của Thiên Sứ. Rồi sau này là phần thứ hai, là do những mặc khải và những lần mà rút tỉa từ những cái lời giáo hội gom lại để thành phần thứ hai của kinh kính mừng. Tôi thấy ở bên Việt Nam, thật sự mà nói, giáo hội không sửa lại một vài cái lời kinh, mà sao không dám sửa hay không muốn sửa tôi không biết, tôi không dám chỉ trích, nhưng nó không đúng với tiếng Việt nữa rồi. Khi này và trong giờ lâm tử, khi này, người Việt có nói khi này không? Người Việt chỉ nói bây giờ, hiện giờ, lúc này, chứ đâu có khi này. Mấy ông cố Tây ông đặt ra rồi mình giữ luôn. Mấy đứa nhỏ nói khi này là khi nào? Nó nghe bây giờ hay hiện tại vân vân, đó là một trong nhiều cái lắm mà mình không sửa lại. Như bản dịch lâu rồi, 2 tuần trước, cái người quản lý mình nó lưu manh đó, mà mình dịch là nó khôn ngoan. Nó đâu có ngoan, nó lấy tiền của ông chủ để nó mưu đồ cho nó. Đáng lẽ phải dịch nó khôn lanh, khôn khéo, không được dịch khôn ngoan. Nó có ngoan đâu. Hôm đó tôi đọc, tôi cố tình đọc, ông chủ khen người đầy quản lý khôn khéo. Tôi không có đọc khôn ngoan, tại vì tôi ngồi tôi nghĩ đi nghĩ lại, nó đâu có ngoan. Mà hồi xưa mình dịch ôi nó nhiều lắm. Mà hy vọng trong tương lai, biết đâu quý vị cũng có thể góp ý. Và bởi vì có nhiều chữ hoàn toàn không còn thích hợp nữa, thôi mình để đó đi. Nhưng mà cái kinh Mân Côi muôn đời nó vẫn thích hợp. Tôi học được từ một người. Cái người đó tôi làm đám cưới cho con gái ổng với một người khác đạo. Rồi cái người khác đạo đó là người nước ngoài đi học đạo. Đám cưới trở ngại là ông bố gần 40 năm không xưng tội, cũng vẫn đi nhà thờ nhưng không rước lễ. Cả nhà cứ lo lắng, không biết làm sao trong cái ngày đám cưới con nó đẹp vậy, mà ông cứ ngồi thù lù đó đó, không đi rước lễ. Bà vợ thì đi rước lễ, đi rước mình thánh Chúa thì sao? Tôi cũng làm liều, hôm đó tôi bắt cóc ông đi xưng tội. Ngay trong cái ngày cưới đó, ông không đường chạy nữa, thế nào ông đành phải xưng.
ông tốt lành, trong 40 năm có tội gì đâu, không bỏ lễ nữa này. Nhưng chỉ có cái bây giờ một năm hai năm rồi nó ngại, bây giờ đi nói với linh mục tôi bỏ 10 năm rồi nghe nó kỳ quá. Thật sự chả có gì kỳ. Từ đó tôi hỏi anh chứ, hằng ngày sau khi làm ở shop về anh làm gì? Tôi con đi tưới cây. Anh tưới cây thì anh tưới mỗi cái như vậy, mỗi chậu, mỗi cái bụi cây vậy bao lâu? Không biết, nhưng mà cũng đếm, cứ kinh kính mừng xong đàng hoàng rồi con mới đi. Mẹ mình nghĩ là chết cha rồi. Chết cha rồi, ông hay hơn mình rồi. Mà ông canh rất đúng giờ với ông kính mừng Maria để ông, là đủ nước cho một bụi chậu, một chậu. Và nó rất đều, rất công bằng. Thằng nào cũng có một kinh hết. Rồi tới 10 kinh thì anh làm gì? 10 kinh con đọc kinh sáng danh đàng hoàng á. Sáng danh là lúc đó mình lấy nước rồi rửa mặt đồ cho mát lại. Rồi tưới tiếp. Mùa nóng mà. Trời đất ơi, bây giờ tôi nghĩ lại. Quá ra mình tưởng mình cứu được con cá to. Quá ra khi nói chuyện thân mật mới biết người ta có lòng yêu mến chuỗi mân côi, kinh mân côi hơn mình. Bây giờ tôi thử nói thiệt, tôi tưới là tôi đọc. Bây giờ mấy cái chậu mà mùa nóng mấy cái cây bên lề là hai kính mừng luôn. Cho nó nhiều nước hơn. À, thì tiền nước trả chút nhưng mà ông tôi cây nó chết hết. Ban đêm thì nó tưới bằng nước bơm nước giếng đó thì không nói. Nhưng mà những hàng cây không có nước đó thì tưới. Thì mình đọc mà mình thấy cũng hay. Bởi vì ở đằng sau đó bên 14, bên 13 là 27 cây là 54 kinh rồi. Ai cũng vui vui. Nghĩa là cái giá trị nó đừng chê nó quê mùa. Có nhiều người nói cầm cái đó ra quê mùa. Tôi đi với ông thầy, một trong những đồ đệ của Đạt Lai Lạt Ma. Ông có chùa Sydney, đi thăm các trại tị nạn. Sâu chuỗi của ông 500 hạt. Mẹ ơi, của mình có 50 à. Ông tới 500 mà ông đọc ngắn lắm. Ông bà là già, ông bà là già, ông bà là già. Cho nên ông làm rẻ lẻ hơn mình nhiều. Một cái mình đọc nửa kinh, ông làm được 10 hộp của ông rồi. Ông tặng cho tôi xong rồi tôi còn để phòng. Ông nói mà ông cứ lấy về nha. Mà ông đọc kinh của ông thì nó chết mẹ rồi. Tới 10 chuỗi rồi. 500 hạt. Nó vui vui á. Nhà tặng cho bác Khánh. Thưa quý anh chị, làm sao để mình biết, tôi không có nhắc lại chữ sai đi. Bởi vì mình biết Chúa mời mình khi mình rửa tội là đi làm chứng cho Chúa. Nhưng mà thôi nói về nó khó hiểu lắm, thôi đi theo Chúa đi. Đi theo nhưng cố gắng đừng cản trở bước chân của Chúa. Có vậy thôi à. Đơn sơ lắm. Mà muốn không cản trở bước chân của Chúa thì bắt chước Đức Mẹ. Mà cái lời giúp mình để mình đi theo Đức Mẹ là những cái lời sầm xì đọc kinh mân côi đó. Thật đúng. Cho nên cũng đã từng có người hỏi tôi tại sao cái chuỗi 50 thì lại có 5 cái kinh đó đằng đầu để làm trò gì vân vân. Đó không quan trọng. Nhưng mà cái chuỗi ở trong dòng La Sang thì không phải chuỗi 50, chuỗi 60. Mỗi dòng có cái truyền thống khác. Cảm ơn. Và tôi kết thúc bằng xin hãy nhìn lại đời sống nội tâm hay thiêng liêng của mình bằng cái lời biết ơn của mình. Bao giờ mình biết ơn Chúa một cách thật tình, mình biết Chúa thương mình thật, lúc đó mình mới sống đời sống thiêng liêng. Cho nên cảm ơn anh Công, anh cứ nhắc lại. Cái lòng biết ơn là cái thước đo hết mọi chuyện. Nhất là biết ơn những gì mình không có mà tự nhiên mình nhận được. Hôm ngày hôm nay tôi nhận được cái bài để tôi kết thúc bằng cái câu kinh Tinh Kính: được sinh ra mà không phải được tạo thành. Khó hiểu quá hả? Mình đọc mỗi ngày Chủ nhật. Được sinh ra mà không phải được tạo thành. Bây giờ bảo giải thích. Bây giờ bảo mỗi người giải thích giùm đi. Đã sinh ra mà không phải tạo thành. Đây tôi cho ví dụ thôi.
Ví dụ cái tổ chức Vincent de Paul là ai làm ra? Ai cho nó sinh ra đời? Cái ông Ozanam. Ông có tạo thành nó không? Ví dụ nha, ông cho nó ra đời, nhưng những con người mà ông quy tụ lại đó, những con người đó, ông đâu có tạo ra được. Ông chỉ gom mấy cái yếu tố đó lại, rồi ông đặt lại một cái mục đích, rồi cùng làm việc chung. Giờ gần hơn, mình sinh con ra, mình có tạo thành nó không? Không. Cái tế bào của nó, cái nguyên tử của nó, cái âm điện tử của nó, những cái chất nhỏ nhất của nó, không ai dựng nên mà Chúa dựng. Rồi nó phối hợp lại trong cái con tinh trùng với cái noãn, với những nhiễm sắc thể rất là chi ly và rất là huyền diệu để tạo ra con trai hay con gái. Mình sinh ra thiệt, mình đâu có tạo thành nó. Nói cái chữ hai cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi nha. Có rất nhiều ví dụ lý thú lắm. Và chính vì vậy mà mình được sinh ra, nhưng mà mình đâu có tạo thành mình. Chúa tạo thành mình. Do đó mình là một thứ quản lý mà mình không biết ơn. Mình lại đi dùng, giống như ông quản lý lưu manh á, mà dịch là khôn ngoan đó, lại Chúa ngoan chỗ nào. Tới mãi tôi cứ lắc đầu mãi thôi. Tôi viết chia sẻ với nhiều người trong nước, nó chả có ngoan gì hết. Xin các cha đừng có đọc là nó khôn ngoan. Mặc dù bản dịch còn nguyên, sửa không được. Cảm ơn hen. Xin hãy sống với lòng biết ơn đi, sẽ thấy đời đáng sống. Mà cái dòng tên ngộ nha. Cái ông cha Nguyễn trọng tước, tức là có chức tước mà quan trọng, thì lấy bút hiệu tầm thường. Còn ông cha ông nói ông thường thường thì lấy bút hiệu cao siêu. Ông cha Trần Văn Cao, cao thấp sủng là thấp hơn tôi đấy. Ở Sydney, ông là Trần Văn Cao. Ông vô dân lễ trong dòng La Sang đó. Cái bước ra thì tôi giúp lễ, mặc áo dòng đàng hoàng ở Marysville đó. Cái ông bước ra con nít nó, cái mình nói đây là Father Cow. Ông nói yes, I am cow. Cái mấy nhỏ nó give us some milk. Cho tụi con ít sữa, bởi vì ông là bò cái. Cao mà lùn, nó lạ vậy đó. Thì cái dòng tên nó lạ, cho nên nãy anh Công nói là tôi nghĩ là cũng hay vậy. Mà ông cha Cao Siêu hiện giờ, ông viết nhiều cái tiểu phẩm rất là hay. Rất là hay, rất là thực tế đó. Tôi không thích những cái viễn vông thần học đâu, những cái gì thực tế đó. Và trong cái nãy có lòng biết ơn đó, rõ ràng là đúng đó. Xin chúc mọi người hãy nhìn nhau và tìm cách để khám phá ra lòng biết ơn nơi mình. Tôi đang biết ơn ai ở đây? Có chứ. Trong gia đình tôi mang ơn ai? Có đó, dù là đứa nhỏ đó. Như cái tuần vừa rồi là tôi biết ơn cái con bé mới có 3 tuổi mấy, tên là Serena, ở dưới bớt Senton lên đó. Trời ơi, nó lanh khủng khiếp luôn. Nó sửa lưng tôi lại nữa. Nó bảo nhắm mắt hết. Cái tôi nhắm con nó không, nhắm hết. Cái tôi nhắm hết, tôi mắt bên này, nó không được làm vậy. 3 tuổi mấy, ghê chưa. Serena, nó nói, cha, xuống bớt Senton, chơi với con, nghe đã không? Nó nói từng ngắt vậy. Cha nhớ, Bakery House, nó chỉ địa chỉ. Con cái à, ghê không? Nó nói như người lớn. Ở dưới đó có con cái Bakery House là nhà của nó, cho nên tìm cho dễ, không cần nói số nhà. Tôi biết hơn nó là vì giờ lễ chiều long trọng vậy, mà suốt ngày rồi nó mặc cái áo đầm thì dơ bẩn rồi. Má nó nói mặc quần dài nó nói không, mà áo đầm đẹp hơn, quần dài không đẹp, không biết diện thế nha. Áo đầm khoe chân ra, Chúa thôi bằng 3 tuổi mà cũng khoe chân thế này. Xong rồi má nó đem cái quần mới toanh, kiểu bằng jean mà bằng da màu vàng, có bộ đẹp cái nàng mặc vô.
đó mình đi học vậy mà mình phải nhìn là Chúa sao mà nó dễ thương, nó khôn ngoan vậy, nó rất là ngoan, nó mà nó lanh, nó nói tiếng Việt. Giờ nó là thông dịch viên giữa ba má và anh chị nó, bởi vì anh chị giỏi tiếng Anh mà không giỏi tiếng Việt, còn ba má thì giỏi tiếng Việt không giỏi tiếng Anh. Bây giờ hãy nói cái gì đám kia không hiểu, nói dịch. Trời đất ơi, đứng trung gian dịch. Cảm ơn hết mọi người, tôi câu giờ quá.